Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thái Nguyên sắc màu văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Điểm tin. Vừa qua, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutifood Việt Nam tổ chức chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, trao tặng sữa cho các em trường mầm non xã Yên Lạc, huyện Phú Lương. Hội gửi tặng 400 hộp sữa bột và 30 thùng sữa tươi cho các em, tổng trị giá lên tới 200 triệu đồng. Được biết, trường mầm non xã Yên Lạc có 416 em, đa số là học sinh dân tộc thiểu số, 24 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật là một chương trình lớn được các cấp hội phối hợp với đơn vị tài trợ triển khai trong 5 năm, từ 2022 đến 2027, nhằm góp phần hỗ trợ dinh dưỡng, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo khuyết tật, trẻ em thuộc khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ tháng 8 năm 2022 đến nay, hội đã phối hợp với Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutifood Việt Nam hỗ trợ cho trên 1.000 em học sinh với hơn 10.000 ly sữa các loại, 200 bộ giường ngủ cho học sinh bán trú với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, từ các nguồn hỗ trợ khác nhau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị địa phương hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 655 ngôi nhà đại đoàn kết theo kế hoạch năm 2022. Trong đó hỗ trợ xây mới là 645 nhà, sửa chữa 10 nhà. Cụ thể, mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, sửa chữa là 20 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ còn được chính quyền địa phương, anh em dòng họ hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu xây dựng, ngày công lao động. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện còn trên 1.000 hộ có nhu cầu được làm nhà ở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang tiếp tục kêu gọi các nguồn tài trợ để triển khai làm nhà đại đoàn kết trong năm nay. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo góp phần chung tay xóa nhà rột nát, giúp những hộ khó khăn về nhà ở được an cư, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về là lúc mọi người gửi gắm bao nhiêu khát vọng qua những phong tục truyền thống, cầu mong quốc thái dân an, gia đình và mọi người một năm mới bình yên, hạnh phúc. Ông cha ta xưa có câu, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà, là câu ca dao đúc kết về thói quen nghỉ ngơi, rong chơi dịp Tết của người Việt. Thời trước, khi chưa có công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam còn là đất nước kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào canh tác nông nghiệp, vì quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng, cày cấy, nên người Việt coi Tết là dịp để nghỉ ngơi, du ngoạn, thăm thú cho bỏ những ngày tháng vất vả, đầu tắt mặt tối.
của chùa Phú Liễn. Thế thì thường xuyên là chúng tôi sinh hoạt Phật sự, thế rồi đi lễ chùa là ở chùa Phú Liễn. Ngoài ra thì thường thường ấy, đầu năm ấy, là năm nào chúng tôi cũng đi lễ chùa và đi tất cả các chùa trong thành phố Thái Nguyên. Và ngày hôm nay thì là chùa Phú Liễn tổ chức lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. Thì chúng tôi thấy ban tổ chức rất là chu đáo, rồi kết hợp giữa đạo và đời, có chương trình văn nghệ này, thế rồi là đại biểu là nhân dân Phật tử đến dự rất đông đủ, rất là vui. Và năm nào chúng tôi cũng đầu năm chúng tôi cũng lễ chùa, và những ngày lễ lớn và những cái ngày lễ hội của Phật giáo là chúng tôi đều tham gia. Và chúng tôi luôn luôn muốn đất nước mình ngày càng phát triển này, nhân dân là được ấm no hạnh phúc, và mọi người dân quan tâm và thường thường đi lễ chùa. Giới trẻ thì đầu năm là em cũng rất là thích được đi chùa, thứ nhất là để cho cái tâm hồn mình luôn được thanh tịnh, cũng như là đến đây để nghe những cái bài kinh của các thầy đọc thì cảm thấy tâm hồn thanh tịnh, cũng như là cảm thấy một năm mới thật là bình an cho mọi người, cũng như là cho chính bản thân mình. Khát vọng cho những điều tốt đẹp là điều mà mọi người trên khắp đất nước Việt Nam nói chung và Thái Nguyên hướng đến. Phong tục du xuân truyền thống ngày Tết là một nét văn hóa đẹp giúp chúng ta biết hướng thiện hơn, sống cho những gì tốt đẹp hơn. Như những chồi non vươn lên khi mùa xuân đến và những khát vọng cho một năm mới, ngày Tết của người Việt là một truyền thống cần được lưu truyền, gìn giữ để dù có ở nơi đâu, chúng ta vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam với một nền văn hóa lâu đời và độc đáo. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày lễ hội đầu xuân, sau phần lễ nghi tôn nghiêm cúng, lễ thần linh, tổ tiên và những người đã khuất là lễ hội sôi động, náo nhiệt. Lễ hội là bản sắc tinh hoa văn hóa vùng miền, được chắt lọc, truyền bá từ bao đời trên khắp mọi miền đất nước. Trên đất nước Việt nói chung, quê hương Thái Nguyên nói riêng, vào ngày xuân, ngày Tết, lễ hội đâu đâu cũng có, mỗi miền quê đều có bản sắc riêng với những trò chơi dân gian độc đáo. Các hoạt động vui chơi giải trí, trò chơi dân gian, diễn trò đưa niềm vui xuân đến với mọi miền, mọi người. Sự tưng bừng, náo nhiệt của các trò chơi dân gian đã khiến không khí lễ hội xuân nóng lên trong cái se lạnh của thời tiết lập xuân. Đi cầu kiều, một trò chơi yêu cầu sự khéo léo, giữ thăng bằng tốt, rèn luyện cho mỗi người sự an yên, giữ cảm xúc tốt trong cuộc sống thường nhật. Trò chơi cờ tướng là yêu cầu người chơi có một trí óc tốt, nước cờ được tính toán cẩn thận, kỹ lưỡng. Môn cờ tướng này ấy, là một môn thể thao nhưng là thể thao trí tuệ, được ban tổ chức đưa ra là tất cả các du khách của các nơi đến nơi tham gia lễ hội
đều được đăng ký và được đánh cờ. Tất cả các môn cờ tướng này thì nó có cái đặc thù là khác với lại đánh bàn nhỏ, bởi vì cái bàn này là nó lớn, cho nên nếu như mà người chơi mà không nắm được luật thì rất dễ là đi nhầm nước, thì sẽ phạm luật thì sẽ bị xử thua. Cho nên là những người ta đánh quen, nắm chắc rồi thì người ta sẽ tham gia vào cái môn này. Những trò chơi dân gian không chỉ đem đến cho người chơi không khí tươi vui, náo nhiệt, mà còn giúp cho con người như được trở về tuổi thơ với những Tết xưa đậm ký ức. Đầu năm ấy, là năm nào chúng tôi cũng đi lễ chùa và đi tất cả các chùa trong thành phố Thái Nguyên. Thì có chương trình văn nghệ này, ngoài ra còn có các cái trò chơi dân gian để cho mọi người được nhớ về thời xa xưa, thời chúng tôi còn nhỏ là hay chơi trò chơi ví dụ như việc bắt bắt dê rồi là kéo co, rất là vui. Ngày nay một số trò chơi dân gian bị mai một, thất truyền. Các trò chơi cờ người, cờ thẻ, đấu vật, kéo co được phục hồi để bảo tồn những giá trị bản sắc văn hóa vùng miền. Mùa xuân về cùng với việc chảy hội, những trò chơi dân gian thượng võ, rèn luyện sức khỏe cũng là một điểm nhấn trong văn hóa Việt. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thái Nguyên sắc màu văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.